Lila. Bill từ ngày ba. Anh Bill dạo này thế nào? Thôi bài đi mày. Anh có khỏe không? Anh xin lỗi. Lên đây là chuyện gì thế ạ? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi bây giờ. Mình có mấy thằng cũng không kịp nữa rồi. Mai có chắc chắn là nó không? Quan sát toàn bộ tình hình thì Sona là người đáng ngờ nhất. Cảm giác như nó đang cố khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Lúc mình đi tìm Mai, mình thấy Sona vẫn nét đi trốn. Nó cố nói với mình rằng Mai là người làm. Mà lúc mình nói dối rằng mình là người tung đoạn phim. Lúc Plato hỏi chuyện bác trai bị bỏ thuốc, nó cũng đổ tội cho mình luôn. Nếu như thật sự là nó thì chắc hài lắm nhỉ. Mình làm bạn bè với nó rõ lâu, nhưng mình lại không nhìn ra rằng nó là người làm. Chắc là do Mai thân thiết với nó chăng, nên nó muốn khiến Mai giống thủ phạm. Rốt cuộc chúng ta đã gây ra tội nghiệp gì vậy nên mới thành ra như thế này? Bây giờ phải làm sao đây? Muốn mọi người tin rằng Sona là người làm. Còn một chuyện nữa mà mình nghi ngờ. Mình tin rằng Sona không làm một mình, nhưng mình nghĩ không ra ai là đồng phạm. Rốt cuộc là đứa nào? Bozo. Giúp mình chuyện này được không? Đây là xác anh Dan. Mai, có trụ nổi không vậy? Mình ổn. Theo như những gì chúng ta biết lúc này, những người đã chết gồm anh Dan, Mark, Plato và Lily. Và trong tình hình tối qua, lúc Plato bị giết,
Tất cả chúng ta đều có mặt. Mình nghĩ là người hợp tác với con Sona không phải chúng ta đâu. Nếu không phải chúng ta thì là ai chứ? Ý của mình là không phải những người còn sống như chúng ta. Cậu thử nghĩ mà xem. Chúng ta thấy được xác của mọi người luôn đó. Ngoại trừ Sona, ta xin lỗi. Lily. Lily, hai chúng mày giỏi thật đấy. Vì đã sống sót đến tận bây giờ. Đặc biệt là mày. Tao nghĩ mày sẽ phải tự tử kể từ lúc thằng Matt chết ấy chứ. Lily là người làm sao? Đến tận bây giờ tao vẫn không biết tại sao mày với Lila lại yêu thằng Mark thế. Nó chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Thế Mark đã làm gì em? Tại sao phải làm đến mức đó chứ? Vậy Lila đã làm gì mày mà mày phải tung đoạn phim của nó? Chỉ vì muốn có được Mark, chỉ thế thôi sao? Vậy phải chết bao nhiêu người thì mày mới chịu nhận sai? Mày đúng là con bã mà. Người như mày đúng là thảm hại. Nếu mày hận tao, thì chúc mừng tao đi. Tao không biết mày là người tung đoạn phim đấy. Chỉ vì chuyện đoạn phim đó mà mày phải giết người luôn sao? Mày nói chỉ vì chuyện đoạn phim đó thôi sao? Mày có biết mày hủy hoại cuộc đời tao đến mức nào không? Nhưng dù sao, chuyện trả thù cho Lila cũng là mục tiêu phụ của tao rồi. Tao tỏ ra yêu con Lila như thế thôi. Người như đó ai mà yêu nổi chứ. Chị Lila ơi, em xin phép lập fanpage cho chị Lila được không ạ? Vậy có được không? Đi mà chị Lila, hai bọn em thích chị lắm luôn. Có lấy hình Lila làm chuyện gì xấu xa không đó? Chắc chắn là không có, em đảm bảo luôn. Tính sao? Ừ, cũng được. Cảm ơn ạ, cảm ơn chị Lila. Để chụp cho, được. Chị Lila dễ thương nhỉ? Này, cậu đã xem chị Lila nhảy bao giờ chưa? Nhảy dễ thương lắm luôn đó. Thật sao? Thế cậu đã nghe tin này chưa? Chị Lila còn có em gái nữa. Không biết là em gái chị Lila có dễ thương như chị ấy không nữa. Ừ nhỉ, thôi mình xem hình tiếp đi. Nhìn này. Thank you.
chọn câu lạc bộ cho mình. Muốn vào câu lạc bộ nhảy thì đến bằng này nhé. Mọi người xem qua đi ạ. Được ạ. Thử xem đi ạ. Có hứng thú vào câu lạc bộ nhảy không ạ? Câu lạc bộ Dancing Boss ạ. Có hứng thú hay không? Lily, sao rồi? Có đủ người chưa? Chưa có mấy người đăng ký nữa. Thôi nào, rồi sẽ có người tới thôi. Vậy thế này được không? Để chị giúp nhé. Bọn mình tốt nghiệp, thị trường cũng phát triển luôn. Mày xem ngày hội câu lạc bộ đi, tổ chức lớn ghê. Muốn vào câu lạc bộ âm nhạc ghê đó. Thế còn mày? Cái này này, mày đang ngắm em mấy à? Năm 2 rồi đó. Hành xử cho ra dáng đàn anh chút đi. Câu lạc bộ mình ổn rồi. Này, đông người đăng ký thế này sao? Thế này chắc phải mở buổi thi tuyển rồi. Dớ dẫn. Sao hả? Đã tuyển đủ người chưa? Đủ rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều. Em đứng phát cả ngày còn chưa được thế này nữa. Không có gì. Lily. Dạ. Vậy chị đi trước nhé. Bạn chị gọi rồi. Tối gặp nhau nha. Tạm biệt chị, cảm ơn chị nhiều. Em cảm ơn chị ạ. Cậu ơi, dễ thương quá đi mất. Mình thật ghen tị với cậu khi có chị gái dễ thương như thế này. Mình cũng thật sự không tin nổi là chị ấy thật sự là chị cậu. Tạm biệt chị ạ. Em với chị gái đúng là khác nhau. Câu này làm thế nào đây? Mình không biết. Sao mình phải học toán chứ? Không biết. Này cậu, nhìn cái tên bàn đó đi. Cậu ta nhìn cậu lâu lắm rồi đó, chắc chắn là thích cậu rồi. Dớ dẫn. Thật đấy. Phụ nhau làm bài đi đã. Mình nghĩ đáp án là C đấy. Xin lỗi chú. Em tên Lily đúng không? Đúng rồi Lily ạ. Anh muốn biết là chị Lila đã có người yêu chưa? Anh xin số chị Lila được không? Sao không nghe? Không, lười lắm. Nhỡ người ta có việc gì thì chắc là đám con trai đó, không biết lấy số ở đâu ra nữa. Cứ gọi tới mãi. Này, ăn cá đi con. Lila, đã quyết định là sẽ học gì chưa con? Còn phải chọn sao? Như con mình thi y thoải mái.
Con mới có lớp 11 thôi, còn nhiều thời gian suy nghĩ lắm. Nhiều gì chứ con? Dạo này bố thấy nhiều đứa thi thẳng luôn ấy. Ít nhất thì con sẽ có thời gian chuẩn bị thêm một năm nữa luôn đó. Có hiểu không? Với lại bố không quan tâm con học ngành gì đâu. Nhưng trường con chọn thì chỉ có thể là trường hàng đầu thôi đấy nhé. Nếu không thì người khác sẽ nói bố mẹ không quan tâm chuyện học hành của con, hiểu không? Nhưng ngành cũng quan trọng. Mẹ cũng nghĩ con học y luôn đi. Ừ, tại sao lại gây áp lực cho mình con vậy? Lily chỉ thua con có một tuổi mà. Lily sao mà học bằng con được chứ? Làm gì bố với mẹ chút đi. Đi mà con. Nếu con không làm gì bố mẹ thì mẹ cũng không biết trông chờ vào ai nữa rồi. Mẹ ơi, hết kem rồi sao ạ? Mẹ! Mẹ ơi! Ăn cơm đi con. Cảm ơn ạ. Tay nghề mẹ chưa bao giờ thua chột cả. Đương nhiên rồi. Thế các bạn con chọn ngành gì? Thì tùy sở thích của các bạn ạ. Nhiều bạn cũng chưa có chọn. Còn chưa lên kế hoạch nữa sao? Layla, con học bài buồn nên mẹ sợ con đói. Mẹ để đồ ăn nhẹ trước phòng cho con nhé. Sao mẹ bảo là hết rồi mà? Cái gì? Kem hả? Em là người bảo mẹ rằng em muốn ăn. Thế sao mẹ lại mang lên cho chị? Thì đi hỏi mẹ đi. Đưa đây. Chị đâu có muốn ăn chứ. Đừng gây sự nữa, chỉ là kem thôi mà. Gì mà ghê vậy? Em không gây sự. Buông ra. Muốn ăn lắm đúng không? Ăn đi.
Ôi trời, chẳng muốn học gì cả. Tiết sau là môn gì nhỉ? Tiết sau hả? Toán. Giờ tao bùng có kịp không? Hay vậy nhỉ? Chẳng muốn học gì cả, cấm bùng học. Lila, anh tặng em. Cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ. Đọc mái xuể nè. Hoa đẹp ghê. Khói cái này anh ấy tặng cậu nhân dịp gì thế? Không biết nữa. Có không thấy à? Chắc chỉ là muốn tặng thôi chăng. Romantic lãng mạn ghê đó. Đi nào. Sao lại dứt đi? Mình còn phải đi học thêm nữa. Nếu mang theo thì ngại chết. Đi học thôi. Đi nào, đi. Đây là nè. Học cái gì ấy nhỉ? Toán à? Toán, đã bảo học toán rồi mà. Muốn bùng chứ gì? Đây, Lila cộng vào cái biến này. Chỗ này đúng không? Được rồi. Cảm ơn nhé. Mình xin lỗi. Mát về trước đi. Bố mẹ mình sắp về rồi. Cậu thật sự thích anh Bill sao? Nếu cậu thích anh Bill, thế bấy lâu nay giữa chúng ta là gì? Mình nhờ Mát tới kèm học cho mình. Vì mình coi Mark là bạn. Nhưng nếu Mark làm thế này thì về đi. Đợi đã. Cho mình xin thêm một cơ hội nữa. Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy mình nghiêm túc với cậu đến mức nào. Và mình cũng sẽ nói chuyện với bố mẹ Lila nữa. Đừng, tại sao? Quen với mình đáng xấu hổ đến thế à? Đó không phải là chuyện đáng xấu hổ. Nhưng mình không có ý gì với Mark nữa cả. Mark về nhà đi. Bố mẹ mình sắp về rồi. Thằng Bill, đúng rồi đó mày. Nó nhận học bổng của bố mày đó. Mặt đầy vết thương thế này, kẻo giáo viên lại nghi ngờ nó đã bị làm sao. Mày muốn đụng đến Lila à? Em bảo anh rồi không phải sao? Bọn em chỉ học cùng nhau thôi. Có người bảo tao là mày hôn Lila. Có đúng không? Thế làm sao? Anh là người yêu Lila rồi sao? Hôm trước em có hỏi Lila, Lila có nói gì đâu. Mày mạnh miệng gớm vậy. Nếu mày còn không gần đụng tới Lila thì chắc chắn mất học bổng của trường. Mày biết số tiền mày đang dùng đi học là tiền của bố tao đúng không? Nếu mày không muốn phải tự kiếm tiền đi học thì mày ngoan ngoãn chút đi. Thằng Bill, đủ rồi đó mày. Đi thôi. Thằng súc vật.
Mac. Mac. Ôi, bao bao này. Nhẹ tay chút. Bay mi lướt khai mà nhỉ? Gây chuyện với ai thế hả? Na sắm xìa. Mặt bầm dập quá đi. Đừng bỏ nà. Đừng nói. Mà lương quý là chuyện trai gái đấy nhé. Lão. Thế. Khuôn về bàn bên này. Cô bác sĩ đi đâu rồi? Điểm lương. Anh trong lãng. Cô có cuộc họp nên cô nhờ mình trong phòng y tế hộ cô. Quay qua đây nào. Bảo sao làm việc nhiệt tình ghê. Ôi, cậu hay mỉa mai lắm. Thế tóm lại là cậu sẽ không nói cậu xích mích với ai đúng không? Cậu không phải biết đâu. Cũng được. Nào mình xem vết thương chút nào. Vậy bao giờ lại bị thương thì cứ đến để mình xử lý cho cũng được. Cảm ơn nhé. Anh Bill. Em gọi anh tới là vì có chuyện muốn nói. Mọi ngày. Sao thế? Em không có thích anh. Là em có người em thích rồi. Em đến nói với anh để anh không phải thất vọng về sao? Vậy em qua lại với anh thế này là em xin lỗi. Tốt. Để cả hai bên được thoải mái. Anh cũng không có ý gì với Lila cả. Nhưng ban đầu thì có đấy. Lúc rủ Lila đi đăng ký vào đội trống ấy. Nhưng thời gian qua đi. Em cũng vậy. Vậy chúc anh may mắn. Thế này là sao đây? Em còn chưa nói chia tay anh mà. Dù sao em cũng không thể tìm đến người mà em thích nữa rồi. Thế thì chúng ta giống nhau rồi. Thank you.
Mày muốn thử có chị như nó không? Mày không yêu nổi nó đâu. Nhưng ta cũng mừng thầm khi mày khiến cuộc đời nó khốn đốn. Mày làm tất cả để làm gì chứ? Ta đã bảo mày rồi, tất cả chỉ là mục tiêu phụ thôi, để người khác nghĩ là tao làm là để trả thù cho chị Lila. Đúng là ngớ ngẩn, ai mà muốn trả thù cho nó chứ. Nhưng thực ra ban đầu là tao cũng không nghĩ là sẽ có ai thú nhận đâu, vì tao cũng chẳng hy vọng gì. Nhưng có thì cũng tốt, để chuyện tao luôn thắc mắc suốt 5 năm qua kết thúc luôn. Rốt cuộc mày định làm gì? Tao muốn thằng Bill trả lời câu hỏi này ghê. Nhưng không biết nó còn sống không nữa. Bị đánh đến mức đó cơ mà. Em chị giỏi lắm. Cậu chắc là trụ nổi chứ? Nổi mà. Chúng ta đã đi cả ngày rồi mà còn chưa gặp ai nữa. Mai. Mai. Ok không? Cậu có ổn không? Mày. Mình trụ được mà. Anh họ. Đi nào. Nhưng cậu nên nghỉ ngơi đi đã, mau đi tìm những người khác thôi. Nhìn bộ dạng cậu đi mai, nếu chúng ta không đi bây giờ thì không biết là liệu có thêm ai chết không nữa. Mình không muốn ai chết nữa. Mai. Này, vậy cậu nghỉ ở đây chút đã được không? Ozo. Mình khát nước. Được. Vậy cậu chờ ở đây nhé. Đợi mình quay lại.
Mai đưa đi khô chung đi Mai nhìn này, may quá đi. Mai. 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 Mày không phải xin lỗi tao đâu. Phone chết. Và mày ở đây cũng là do chuyện mày từng làm với tao đó. Phone. 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 Lila, cậu sẽ mãi luôn trong tim chúng mình. Em sẽ luôn nhớ tới chị nhé, Lila. Thỉnh thoảng nhớ về thăm qua giấc mơ nhé, chị Lila. Nữ thần của chúng mình, Lila.
Chính người này đã quay đoạn phim chị Lila đó. Tao nghe thấy đấy. Nói thế có bằng chứng không? Hay suốt ngày chỉ muốn đổ tội cho ai đó thôi? Thế có đúng là chị Jill làm không ạ? Lúc đoạn phim của Lila bị tung ra, không phải chúng mày cũng là người chia sẻ sao? Hay định nói là không xem? Dù ai là người tung đoạn phim, thì một trong số những người khiến Lila phải tự tử chính là chúng mày đó. Vì đã chia sẻ rồi xem khắp nơi như thế, giờ thì mày đặt tới tưởng niệm sao? Kinh tởm. Đi thôi mày. Mày muốn làm nữ thần lắm đúng không? Đúng thật là hả dạ ghê. Sao phải bày đặt tổ chức tưởng niệm lố lăng thế chứ? Thật, bày đặt tưởng niệm, ta muốn ói. Lúc đó còn sống thì suốt ngày chửi nó là lẳng lơ. Cuối cùng thì nó cũng chết vì sự lẳng lơ của nó đó. Nhưng điểm ta không hiểu là sao mọi người phải buồn thương khi nó chết rồi đổ tội cho tao chứ? Con người là thế đó, chẳng chịu nhận lỗi về mình đâu. Nhưng mày ơi, sẽ không còn ai trách cứ hai chúng ta được nữa rồi. Để tao đi xem bài đã. Mình tên là Mai, còn đây là Sona. Mình tên Lila. Nhập hội với bọn mình cũng được, có gì thì giúp đỡ nhau. Bozo, không biết là cậu liệu có nghe được cái này không? Nhưng mà mình xin lỗi nhé. Mình thật sự muốn xin lỗi cậu vì mình như thế này. Nếu mình không còn nữa, mình vẫn muốn cậu thật sự được hạnh phúc, với lại cười thật nhiều nhé. Không phải nhớ mình đâu. Mình không biết phải nói gì với cậu nữa. Xin lỗi nhé, vì đã khiến cậu thất vọng khi mình không thể ở bên cậu, với lại không thể trở thành con người mà cậu muốn được. Mình thật sự muốn
Mình thật sự muốn trở thành người đó. Tại sao vậy chứ? Vậy đó. Rồi một ngày cậu cũng sẽ quên mình thôi. Mình chắc cũng không được ở bên cậu, và chắc sẽ đến một nơi nào đó chăng. Không phải buồn đâu nhé. Có khi cuộc sống của cậu sẽ khá lên, nếu không phải cứ mãi chạy theo mình suốt. Chúc cho cậu gặp được người yêu cậu thật nhiều như mình yêu cậu nhé.